Tại đại hội, chi bộ Công ty Cổ phần Chè Thanh Bình lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Đinh Trọng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, dự và chỉ đạo đại hội. Trong 5 năm qua, chi bộ Công ty Cổ phần Chè Thanh Bình đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Theo đó, tổng sản lượng chè búp tươi đạt gần 30.000 tấn, giá trị sản phẩm đạt 180 tỷ đồng, số lượng chè khô đạt 6.497 tấn, tổng doanh thu đạt 342,3 tỷ đồng, mức tăng trưởng hàng năm đều đạt từ 10 đến 20%, công suất chế biến đạt 100 tấn nguyên liệu trên một ngày, góp phần tạo việc làm cho trên 2.000 hộ dân trên địa bàn, với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng trên người trên một tháng. Cùng với đó, công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị của huyện, Ủy ban Nhân dân các xã vùng dự án triển khai trồng mới được 660 ha chè, sản xuất và cung ứng gần 10 triệu bầu giống cho dự án. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 15 người. Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 5 năm liền, chi bộ được huyện ủy Mường Khương xét hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 3 đồng chí vào ban chi ủy khóa mới, bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.